phòng xẹp phải tiếp tế thuốc cho thầy môn. Hôm nay thầy bị ho. Cô cũng bị luôn. Cô cũng bị luôn. Cô cũng bị ho luôn. Người ta nếm ở Úc mỗi năm nó có cái ví dụ là nó có cái ví dụ mà khi nếm rượu có phong, tức là nó bỏ hết nhãn ra, cái chai ra, ví dụ. Quét của cái wifi đây nhỉ? Dạ, con cát 213. Cảm ơn bác nhân. Dạ. Chúc bọn tôi nếm bay rồng mang về đi. Được rồi. Bỏ những người chai. Em chào cô Mai. Tết hôm nay cô ăn Tết vui không cô? Vì được gặp lại người thân ở bên Mỹ và cũng lừa được ông anh ngoài Phương Lâm là ông không biết về. Và thứ ba nữa là trung học chính trường. Có nhiều người cũng không biết là về. Thầy cô sắp diễn mai phục quá. Ghét cái mí mí của Phước mà tại Phước mí mí là ta biết hết trơn rồi. Thầy cô sắp diễn mai phục quá. Thì lâu lâu phải là làm cái gì là thua Phước. Hôm qua thầy gọi cho em. Cái em nghe giọng thầy biết rồi nhưng mà em ngạc nhiên cái sao số Việt Nam. Cái em mới nói sao kỳ. Có để ý không? Để ý chứ. Là cuối cùng thì biết rồi. Dạ. Tại tự đến tìm Phước trước mà. Có như chịu không nổi mà đi tìm thôi chứ không thể nào đợi phát hiện ra nữa. Còn thưa thầy, thầy kỳ họp mặt này thầy dự như thế nào thầy? Họp mặt 15 tháng 3 hả? Dạ. Chắc chắn thì thầy cô sẽ đi dự chứ. Tại vì về dịp này là cái cơ hội để gặp lại thầy cô, bạn bè, học trò trước. Thế là thầy cô cũng đi dự chứ. Cố sắp xếp. Có bệnh không thì không phải ráng đi. Bây giờ thì không được khỏe nhưng mà sẽ sắp xếp để mà dự để order mấy cái. Đây là lần thứ mấy thầy dự họp mặt rồi thầy? Lần thứ ba rồi. Lần thứ nhì về trễ. Lần thứ hai. Học mặt chung thì lần thứ hai. Lần thứ hai nhà thì nhiêu là đầu tiên. Thầy số 684 tốt như thế này thầy. Chẳng dịp vẫn còn chưa tới rằm tháng giêng ngày thầy cái là chúc Tết gia đình của Quý Tường này. Lúc đó. Thì đúng là thì hôm nay là hết mùng nó hơi trễ nhưng thôi thì Phước đã nói thì tôi mà nhà tôi kính chúc quý thầy cô trung học Kiếm Tường các bạn nữ các em học sinh một năm mới hết mùng vui vẻ hạnh phúc vạn sự như Mỹ. Cảm ơn thầy. Đặc biệt là linh hồn của trung học Kiến Tường phòng máy. Sở dĩ thầy chúc vạn sự như Mỹ là chúc vạn sự ý của Mỹ. Chúc vạn sự như Mỹ. Ý châu Âu ngon lắm chứ thầy. Không bằng Mỹ. Không bằng Mỹ. Vui mà. Em xin phép em hỏi thầy mà là thầy ở bên Úc thầy quen cởi kangaroo rồi chuột túa rồi và kỳ này về đây cởi dê như thế nào thầy? Chưa thử. Chưa thử. Năm ấp bùi năm dê rồi về đây chưa thử à? Dạ. Nếu cơ Phước có cho thầy thử. Dạ. Chắc cái này chắc phải nhờ già Bách đi kiếm dê cho thầy cởi thử. Dạ. Hy vọng kỳ sau là về kiến đường là sẽ bắt chiếc kiếm được dê ra núi đất dạ, cho thầy cởi. Dê cởi thì không có nhưng mà có một chiếc dê chắc có. Đi ăn sáng một dê. Đấy, dê. Kiếm dê đi kiếm dê. Trời. Năm ớt mùi ai mà ăn thịt đại sư phụ chi vậy? Đại sư phụ của Phước chứ đâu phải là phụ của tớ đâu. Tớ mình nói chuyện dê hồi nhớ học những chuyện quá. Mình không học ông đó mà có ông thầy nhà thế viên đó. Ông dạy văn. Trò nó phá là sao? Rồi ra chơi á, lấy dê cột vào giáo sư. Ông tức lắm, nó cột vào giáo sư. Ông là tên gì tôi quên, mà ông là nhà thơ thế viên, khá nổi tiếng, dạy văn. Mình không học ông đó mà mới biết học. Giờ chơi nó lấy con dê nó cột vào. Không biết là sao không? Nó lái với thế viên. Tiến dê. Chơi được một trò, tại trường với trường Nam nó phá lắm. Nó không phá được, không con gái đó. Ông tức là ông biết á. Cô Phương Mai vẫn còn ho. Hôm nay là Phong Sẹp có đưa thuốc cho thầy cô uống, hy vọng là thầy cô sẽ sớm bình phục.